Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Ria Gaming. Và trong game của chúng ta có sự kiện nạp 1 kim cương nhận thêm tới 1.000 kim cương. Vâng, nghe hư cấu không anh em? Tin được không? Vâng, tin được anh em ạ. Bởi vì đây là sự kiện mà bên Gaiana có lẽ là họ đang kích thích cho chúng ta và nạp nhiều tiền hơn vào trong Gaiana Free Fire. Và sự kiện này như thế nào thì mình sẽ review cho anh em xem. Review mà tôi review có tâm nha anh em nhé, chứ không phải review theo kiểu là anh em cứ nạp đi đâu. Và chúng ta sẽ cần phải nạp kim cương để có thể tham gia vào cái event này, nhưng mà chỉ cần nạp 1 kim cương thôi. Gọi là nạp 1 kim cương nhưng mà cái mức nạp rẻ nhất là chúng ta nạp được 90 kim cương, theo tôi biết là như vậy. Ok, chúng ta sẽ có 3 mốc, ở mốc 1, 150 và 999 kim cương. Thì cứ mỗi mốc này chúng ta sẽ nhận được một chiếc chìa khóa, và chiếc chìa khóa này cho phép chúng ta có thể mở được các cái cánh cửa. Và chúng ta sẽ có 3 cánh cửa, và khi nạp đây này các bạn sẽ nhận được một chìa khóa mỗi mốc nhá. Và mỗi cánh cửa chỉ có thể được mở một lần, và tổng lượng kim cương của bạn nhận thì sẽ là bằng số kim cương bạn nạp cộng với số kim cương mở được ở mỗi cánh cửa. Nghĩa là khi mà các bạn nạp kim cương, tức là bạn nạp 999 kim cương để lấy 3 cái chìa khóa, là bạn không mất một tí kim cương nào để mà có thể gọi là tham gia event này. Tức là về cơ bản thì đây là một sự kiện mà Gaiana tặng thêm kim cương cho anh em khi mà anh em gọi là nạp thẻ. Đấy, tức là anh em lại, đây là sự kiện vừa có làm lại còn vừa được ăn, lại còn được ăn gấp đôi anh em ạ. Vâng, khá là thơm. Đấy, chúng ta sẽ có 3 cánh cửa. 3 cánh cửa này thì có một cánh cửa nó sẽ random từ 1 đến 45 kim cương, 1 đến 150 kim cương, và là từ và đến có thể là có cánh cửa xịn sò nhất là đến 1.000 kim cương. Đấy, thì event này nó chỉ như vậy thôi. Mà điều quan trọng đầu tiên là chúng ta phải nạp thẻ đã. Thì bây giờ tôi phải đi nạp thẻ. Đấy, thì các bạn nạp 999 kim cương thì hình như là nó khoảng 200.000 VND. Đấy, 200.000 VND thì bạn sẽ được 1.000 kim cương anh em ạ. Đấy, còn có anh em thì nạp bằng thẻ này thẻ kia thì có thể lời lỗ hơn một tí. Nhưng anh em nhớ là phải nạp đúng 999 kim cương thì anh em mới có thể nhận được đó là cái ba cái chìa khóa này đó. Và khi mà đã có ba chìa khóa này thì anh em ấn vào cái chữ cập nhật kim cương đã nạp nhá. Đấy, nhiều khi mà tôi nạp xong rồi đây nhưng mà game nó chưa hiển thị ấy, thì anh em phải thoát cái website ra, anh em phải thoát cái sự kiện ra, xong anh em vào lại sự kiện ở trong cái mục đó là mục thông báo. Đấy, cánh cửa ma thuật, với nghe ma thuật thật sự đó. Đấy, thì một cái cửa sẽ là 5 đến 45 kim cương, và một cửa nữa thì có thể đến tối đa là 15 đến 150 kim cương, và một cửa là 100 đến 1.000 kim cương. Ông nào nhọ lắm thì mở ra 100 kim cương thì ông ấy quá đen rồi. Đây, bây giờ tôi bắt đầu mở cho anh em xem nhá. Cửa đầu tiên này, và cửa đầu tiên xem nó được 1.000 kim cương không. Mà một cánh cửa, và mở cửa đầu tiên được 41 kim cương, gần mắc level luôn. Vâng, tối đa là 45 kim cương, tôi mở phát 41 kim cương luôn. Thơm không anh em? Quá thơm rồi bán cơm. Nhưng mà thực ra nếu mà mở được cánh 1.000 kim cương thì ngon hơn. Tuy nhiên thì một khi mà chúng ta đã mở cái cửa này rồi thì hai cửa tiếp theo của chúng ta thì sẽ, một trong hai cửa tiếp theo thì sẽ có thể đến được 1.000 kim cương. Bây giờ thì mình sẽ mở cửa tiếp theo nhá. Còn nếu bạn nào hên ấy, các bạn chỉ cần nạp 1 kim cương thôi mà mở một phát ra cái cửa 1.000 kim cương thì tôi phải nói là ăn mừng luôn. Và đấy, sự kiện nó gọi là, đây là sự kiện không phải là không làm mà vẫn có ăn, mà làm ít mà được ăn nhiều anh em ạ. Ui, quả cửa thứ hai của tôi thì nó hơi tù, vâng, 15 đến 150 mà tôi được có 49 kim cương anh em ạ. Thường thì cái sự kiện này bên Gaiana sẽ thiết kế là đến cánh cửa cuối cùng thì anh em mới có thể nhận được cái quà 1.000 kim cương. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở nốt cái cánh cửa cuối cùng, tức là cánh cửa ngẫu nhiên từ 100 đến 1.000 kim cương, thì để xem là gà rán cho tôi bao nhiêu kim cương anh em nhá. Dạo này mình ngoan lắm, mình ít làm video chê gà rán, kiểu gì chả được nhiều. Đấy, nói gì đi, 753 kim cương thôi cũng được. Vâng, cũng là gọi là quá bán. Đấy, anh em cứ được trên 500 kim cương thì anh em gọi là nhân phẩm cao rồi. Anh em thấy thơm không? Tức là cả cái sự kiện này là tôi được thêm, tức là tôi nạp 999 kim cương thì là tôi được 999 kim cương cộng thêm với cả đâu đó là 75 cộng thêm với 80 thì cỡ khoảng 800 bao nhiêu nhỉ? 920 kim cương. Anh em thấy nhân phẩm tôi cao không? Tức là tôi nạp vào gần như là nhân đôi số lượng kim cương mà tôi nạp vào. Và tôi đánh giá là đây là event xịn sò con bò đấy anh em ạ. Chơi đi anh em, chờ gì nữa. Vâng, event này mà còn không chơi thì còn event nào để chơi nữa. Anh em cứ kêu là gà rán hút máu, nhưng mà tôi thấy là event này anh em gọi là nạp vào đã gọi là được kim cương lại còn được ăn thêm nữa thì quá thơm. Ok, ở trong shop của chúng ta lúc này thì đang bán một cái quả lựu trông rất là đẹp, thì chúng ta có thể mua, mà có 149 kim cương thôi anh em ạ. Rẻ, và quá rẻ. Không biết là cái lựu này nó có bị lỗi hình ảnh không. Cái chảo
chảo dưa hấu thì hơi đắt hơn một tí, thì anh em nào mà thích cầm chảo đi vụt vào đầu mấy thằng ở trên đảo chờ thì anh em mua, còn không thì thôi. Còn đây là cái lựu phóng xạ, thì cái lựu này đến thời điểm hiện tại nó vẫn bị lỗi hình ảnh. Thế đây là ném vào đầu thì nó là ném dài trông nó cũng khá kinh. Thì có lẽ tối nay live stream thì tôi sẽ test cái quả bom N, cái gì lựu LNT khó đọc thế nhỉ. Vâng, tên viết loằng hoàng quá. Và NTSU62. Vâng, NTSU62. Đấy, tên của cái quả lựu đạn đấy như thế. Thì cái kim cương vừa rồi là được cho không biếu không đến từ gà rán thôi, thì tội gì mà mình không xài. Vâng. Tự nhiên nạp 999 kim cương vào. Tôi thực ra tôi nạp đúng 1000 kim cương. Tôi nạp đúng 1000 kim cương vào thì được tận 950 kim cương hồi lại, tức là gần như nhân đôi, easy thật sự. Ok, bây giờ chúng ta chia tay với cả server Việt Nam, chúng ta nhảy qua server Indonesia. Lý do vì sao hôm nay mình nhảy qua Indo là tại vì bên này đang có một cái vòng quay 9999 kim cương, và sẽ có một cái vòng quay mới là vòng quay Moco Hacker Store, tức là vòng quay hacker. Thì cái vòng quay này mang lại chúng ta mấy cái bộ đồ cơ dô bích nhép, kiểu bộ đồ tứ quý ấy. Thì chắc là mấy cái này mấy hôm nữa thì bên Nga nào mang về Việt Nam thôi. Nhưng mà cái mà mình muốn nói đến đó là cái sự kiện phục hận ở bên Indo này thì nó lại vận hành rất là khác so với cả server Việt Nam. Nếu như mà bên server Việt Nam của chúng ta thì có một cái thanh niên ngồi ghế, xong rồi mỗi ngày chúng ta phải cầm linh hồn xanh vào để gọi là mớm cho thanh niên này ăn đấy, cho thanh niên này lớn để cuối cùng lấy được bộ đồ. Thì ở bên này thì họ lại không làm như vậy đấy, ở bên này thì họ lại làm theo kiểu khác cơ anh em ạ. Và ở trong cái bên này thì họ sẽ đi nhặt linh hồn xanh rơi ngoài đường thay vì là kết thúc trận đấu. Ví dụ như ở bên Việt Nam của chúng ta thì chúng ta sẽ phải chờ khi mà hết ván đấu thì chúng ta nhận được một cái linh hồn xanh, và mỗi ngày chúng ta chỉ nhận được 10 thôi. Thì ở bên này anh em đi nhặt linh hồn xanh phải gọi là mái thoải luôn đấy. Bên này linh hồn xanh nó lại rơi ở ngoài đường. Thế tôi không biết là bên này họ gọi là linh hồn xanh hay linh hồn hồng nữa, nhưng mà tương tự như là một số những cái sự kiện mà nhặt ở ngoài đường đợt trước ấy, thì bên này thì cái linh hồn xanh nó rơi đầy đường luôn đấy. Thế anh em thể nhìn thấy là tôi vừa di chuyển lên phát tôi nhìn thấy ngay quả linh hồn xanh nhìn thấy ngay quả linh hồn lên thăm ngàn ngay. Nhưng mà tôi không nghĩ đây là màu xanh, tại vì là mỗi server nó có một cái cách vận hành của một cái sự kiện khác nhau đấy. Thì ở bên nước ngoài thì là cái ví dụ như ở bên server Brazil thì là người ta là hoàn thành trận đấu nhận linh hồn xanh, còn nhặt trong bàn đấu linh hồn hồng. Còn ở bên Indo này là tất cả thứ là quy đổi linh hồn xanh hết, còn chưa thấy linh hồn hồng đâu cả. Thì không biết là server Việt Nam thì có linh hồn hồng không, nhưng mà có nhiều bạn hỏi là tại sao tất cả server ở trên thế giới ấy, thì họ không chạy sự kiện giống hệt nhau mà mỗi nước lại chạy theo một kiểu. Thì cái này nó phục vụ theo tùy từng nước, nhưng mà cái vấn đề mà kiểu chạy server một mình một kiểu ấy thì nó sẽ dẫn đến chuyện là chúng ta sẽ rất là bị lỗi. Thì có nhiều bạn hỏi là lý do vì sao mà đến bây giờ cái quà chiến thắng của phe ánh sáng mà vẫn chưa nhận được, là tại vì là tất cả các nước khác thì họ vận hành cái sự kiện thanh trừng một kiểu, còn Việt Nam thì chơi một mình một kiểu đấy. Việt Nam chơi một mình một kiểu, thế nên là không có nước nào bị lỗi cái vấn đề quà thanh trừng cả. Có mỗi server Việt Nam bị quả một loạt các số 2 ở trong cái sự kiện thanh trừng, dẫn đến việc đến thời điểm hiện tại cả phe ánh sáng lẫn phe bóng tối ở server Việt Nam thì vẫn đang ngồi chờ mấy cái vé vòng quay may mắn đấy. Ở nước khác họ nhận lâu rồi, ví dụ như mấy cái tài khoản server Indo, server Brazil tôi nhận lâu, tôi còn dùng xong hết rồi. Cái tài khoản của server Việt Nam của tôi vẫn đang chưa nhận được anh em ạ. Đấy, nó kỳ diệu đến như vậy. Nó lại kỳ diệu đến như vậy cơ. Ok, thì ở bên server Indo này thì chúng ta có thể nhặt cái hiệu linh hồn xanh này thoải mái, chả ai cấm cả, nhặt gọi là tẹt ga luôn. Nhưng cái linh hồn xanh ở bên này thì phải đến ngày 25 tháng 7, tức ngày chính của sự kiện đó thì mới sở hữu được. Và vào cái ngày đó thì cũng sẽ nhận được 50 cái linh hồn xanh luôn khi mà đăng nhập, cộng thêm vào một quả lựu gì đó của cái ngày phục hận này. Còn ở bên này thì có một cái sự kiện nó khó hơn, đó chúng ta phải đi hạ gục đối thủ để mà có thể nhận được ba lô rồi nhận được các thứ linh tinh. Ngoài ra sẽ cần thêm cái sự kiện linh hồn hồng. Thì chưa biết ở bên này thì cái linh hồn hồng nó sẽ diễn ra như nào, nhưng mà chỉ biết là nếu như mà server Việt Nam của chúng ta mà được nhặt linh hồn xanh thoải mái như thế này ấy, thì anh em đã không khổ. Vâng, anh em mấy hôm vừa rồi đã không phải khổ cày đi cày lại, xong rồi có mấy cái vụ cứ vào trong game ngồi chờ 5 phút rồi thoát, hoặc là vào trong tử chiến rồi AFK cho đến hết trận để mà lấy được cái linh hồn. Thì nói chung là mình thấy cái kiểu làm sự kiện mà kết thúc trận đấu mới nhận được đồ ấy, nó rất là dễ dẫn đến một số những cái
kiểu chơi tiêu cực, trong khi cái trò mà cho đi nhặt ở trên bản đồ này thì đi cướp ở nhau nó sẽ vui hơn. Đấy, đi cướp ở nhau nó vui hơn, mặc dù là bên server Indo này tôi không hiểu đợt này tại sao server Indo rất là lag. Lần trước mình chơi server Indo nó chỉ rơi đâu đó 50-70 ping. Nhiều anh em xem video của tôi, xem video OB23 ấy, thì bảo là chú Hải bắn gà quá, và bắn như cái thằng này thằng nọ, thằng lọ thằng trai. Thì anh em nhìn quả server Indo này ping nó tận 200+, tôi chạy một lúc rồi nó giật lại. Mà thật ra nhiều khi tôi bắn mà không biết là có trúng phải đối phương hay không. Thì do ping của server này cao nên là những cái xử lý mình nhiều khi nó hơi cồng kềnh. Anh em xem những cái video minh họa của tôi thì anh em chỉ nhìn đấy là các hình ảnh minh họa thôi, chứ còn anh em đừng có, bởi vì kênh cũng không phải là kênh kỹ năng, nên là anh em nếu mà đánh giá kênh dựa trên kỹ năng thì nó cũng không đúng lắm. Tại vì nếu mà bắn kỹ năng thì phải bắn bằng điện thoại và hoặc là phải làm kênh kỹ năng cơ, còn kênh tôi là kênh chia sẻ kiến thức. Đấy, thì các bạn cứ nhìn server Indo ping 300+, đấy, ping 300+ mà tôi vẫn đang li lùa thanh niên này. Ảo không anh em? Quá ảo luôn. Đấy, thanh niên bắn mình phát mất 130+ máu ạ. Bởi vì ping mấy trăm nên là nhiều khi nó bắn được một lúc rồi mình mới bị chịu sát thương, mình mới thấy cái sát thương nảy lên. Mà may quá vẫn hạ gục cái thanh niên này và nhặt được một ít linh hồn xanh. Đó thì đó là một cái phần mà mình giải thích về chuyện là tại sao quà ở phe chiến thắng nó lại bị lỗi và những cái server ở trên thế giới họ vận hành sự kiện như thế nào. Ok, và rất cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Ria Gaming. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.